Tôi qua 1.2.3 tạo lập family dầm cho kết cấu thép ở trang 22. Tôi vào 1.2.3.1 tạo lập family kèo thép ra mill nhịp đầu cột ở bước 1. Tôi cũng nêu family. Sau đó tôi vào thư mục English. Tôi tìm cái family template là Mitchell Structural Framing Complex and Trusses. Tôi click open. Bước 2. Tôi find cell A family. Tôi sell vào thư mục 6 resort, 2 family, 2 us. Trong đây tôi tạo thêm thư mục là us framing, steel, kèo da mill. Tôi sell tên file là 01 kèo da mill, nhịp đầu cột, kiểu 1. Ở bước 3, tôi vào tab manage, sell parameter. Và các bạn tạo thêm hai cái parameter là 05 độ dốc máy, 06 chiều rộng chân kèo ngay đỉnh cột. 05 là loại angle và 06 là loại gap length. Tôi tạo rồi cho nên tôi không tạo lại. Hình bên tay phải bước 3, tôi vào mặt đứng front. Tôi tạo thêm một cái ref length. Tôi đo kích thước từ đây đến đây. Tôi click chọn nó, tôi create parameter, share parameter, select và tôi gán nó là 06 chiều rộng chân kèo ngay đỉnh cột. Tôi click OK, rồi OK. Tôi bóp khóa nó lại và tôi sửa nó thành là 1000. Đây là cái hình bên tay phải bước 3 ở trang 22. Bây giờ tôi qua bước 4, trong tab Create, tôi chọn công cụ là Reference Line. Tôi tạo đại một Reference Line xéo lên như thế này. Thì các bạn phân biệt hai này á, là Reference Plane á, thì nét chấm đứt này. Còn Reference Line á, thì nó là cái nét màu xanh như thế này. Và khi các bạn click vào nó thì nó có xuất hiện những cái đường chấm đứt xung quanh như thế này. Để thôi chúng ta bị lộn. Tiếp tục tôi đo hai kích thước. Sau đó tôi click chọn cái Reference Line, tôi hiệu chỉnh hai kích thước bằng 0. Tôi bóp khóa nó lại, để khóa nó vào cái góc này. Bây giờ tôi qua bước 5, tôi mới click chọn Reference Line này. Tôi click vào cái icon Dimension để biến cái Measure thành Dimension. Sau đó tôi Create Parameter, Share Parameter, Select. Tôi chọn là 01D, rồi tôi OK, OK thoát ra ngoài. 01D này tôi sửa giá trị nó là 800, rồi tôi cũng bóp khóa nó lại luôn. Tiếp tục, tôi vào tab Annotate, tôi chọn Angular Dimension. Tôi đo cái góc giữa Reference Line và Reference Line này. Tôi mới click chọn kích thước góc. Tôi Create Parameter, Share Parameter, Select. Và tôi chọn là 05 độ dốc máy. Tôi OK, rồi OK. Tôi sửa cái giá trị nó thành là 20 độ. Và tôi cũng bóp khóa nó lại luôn. Bây giờ tôi qua bước 6 ở trang 24. Tôi vào tab Create, tôi chọn công cụ Reference Line. Tôi vẽ ngay đầu của Reference Line này. Tôi vẽ ngang qua đây như thế này. Sau đó, tôi đo một cái kích thước góc. Nó là 90 độ, tôi bóp khóa nó lại. Tiếp tục, tôi tạo thêm một cái Reference Line. Song song với Reference Line vừa tạo đây, tôi cũng đo một cái kích thước góc 90 độ và tôi khóa nó lại. Rồi tôi dùng Dimension, tôi đo kích thước giữa hai Reference Line này. Tôi click chọn nó. Rồi tôi Create Parameter, Share Parameter, Select. Tôi chọn cái parameter là 04TF. Tôi OK, rồi OK thoát ra ngoài. Tôi sửa giá trị nó là 20 và tôi bóp khóa nó lại. Ở bước 7, tôi vào tab Create, tôi chọn công cụ là Extrusion. Sau đó, tôi dùng đường Line, tôi vẽ một cái hình dáng đại như thế này. Rồi tôi dùng lệnh Align, tôi Align cạnh này vào Ref Line này và bóp khóa lại. Cạnh này vào Ref Line này và bóp khóa lại. Cạnh bên này vào Ref Line và bóp khóa lại. Tôi cũng Align cạnh trên này với Ref Line ở bên dưới và bóp khóa lại. Sau đó, tôi dùng Dimension, tôi đo kích thước từ Ref Line, từ Ref Line đứng với cái cạnh đứng này. Rồi tôi đo kích thước từ Ref Line xéo này bên dưới á, với cái cạnh đứng này, với cạnh xéo này. Tôi click chọn hai kích thước và tôi đổi nó thành là 04TF bằng 20. Sau đó tôi click Finish. Bước này sau khi làm xong các bạn phải kiểm tra những cái góc quay. Bây giờ tôi sửa độ dốc máy thành là 30 độ, thử coi á, là family có chạy ổn không. Sau khi thấy nó chạy ổn, tôi trả nó lại 20 độ như cũ. Ở bước 8, tôi mới về Ref Level. Tôi vào tab Create, tôi chọn công cụ là Reference Lens. Tôi tạo hai Reference Lens bên trong như thế này. Tiếp tục tôi tạo hai Reference Lens bên ngoài như thế này. Bây giờ tôi đo kích thước từ đây, tới đây và tới đây. Sau đó tôi Equi. Tôi đo kích thước từ đây, tới đây. Tôi đo kích thước từ đây, tới đây và tới đây. Rồi tôi Equi. Tiếp tục tôi đo kích thước từ đây, tới đây. Tôi click chọn kích thước này. Tôi Create Parameter, Share Parameter, Select. Tôi chọn là 03TW. Tôi OK, rồi OK thoát ra ngoài. Tôi bóp khóa nó lại và hiệu chỉnh giá trị nó là 50. Sau đó tôi click chọn cái kích thước này. Tôi Create Parameter, Share Parameter, Select.
và tôi chọn là 02BF. Tôi ok. Rồi ok. Tôi bóp ốc khóa nó lại và sửa giá trị nó là 200. Click ra bên ngoài. Đây là cái hình tôi chụp cho các bạn ở bước 8, cuối trang 24. Ở bước 9, tôi mới click chọn cái extrusion hồi nãy chúng ta vừa tạo. Tôi kéo nó vào replen trên cùng, rồi tôi bóp khóa lại. Mặt dưới tôi kéo nó vào replen dưới cùng và tôi bóp khóa nó lại như thế này. Ở bước 10, tôi trở lại mặt đứng front. Sau đó tôi vào tab Create, tạo một cái extrusion. Tôi dùng công cụ Pick Line và tôi check vào lock luôn. Sau đó tôi click vào các cạnh này. Tôi trim nó lại. Rồi tôi Finish. Chỗ này chưa trim, cho nên trim nó lại. Thì nhớ khi tạo Family có những cái thứ gì liên quan tới góc xéo á, chúng ta nên kiểm tra liền. Mỗi khi tạo xong một đối tượng là chúng ta phải kiểm tra. Để thôi sau này chúng ta tạo nhiều thứ quá mà chúng ta không kiểm tra thì lúc đó sai là sửa rất là cực. Bây giờ tôi sửa cái góc này thành là 30 độ thử xem. Chài ổn, không báo lỗi gì hết. Được rồi, cho nên tôi trả lại 20 độ như ban đầu. Hình bên tay phải bước 10, tôi trở lại Rep Level. Tôi click chọn cái Extrusion vừa tạo. Tôi kéo nó lên cái Rep Level trên ở bên giữa. Ở bên trong đây tôi khóa nó lại và tôi kéo nó vào replen dưới bên trong đây, tôi cũng khóa nó lại như thế này. Ở bước 11 tôi qua 3D, tôi vào VG để ẩn những cái kích thước đi. Tôi click chọn hai cái khối extrusion vừa tạo. Tôi associate parameter nó là structural material. Rồi tôi ok. Ở bước 12 tôi vào tab Create và tôi chọn Family Type. Sau đó tôi New Type. Tôi đặt tên nó là Y950 x 200 x 10 x 8. Sau đó tôi OK. Vật liệu tôi gắn cho nó là Steel 45345. Sau đó tôi OK. D thì tôi sửa thành là 950. DF là 200. DW là 10. TF là 8, 0,5 độ dốc mái là 10, 6 chiều rộng chân kèo ngay đỉnh cột là 1,000. Ở bước 14, tôi click vào parameter structural material, tôi edit parameter và tôi chỉnh nó thành loại type. Sau đó tôi ok, rồi ok thoát ra ngoài. Các bạn thực hiện nghi thức đóng file family.